bạn, tôi đang ở trên đỉnh Mộc Sơn. Đây, đằng sau tôi là băng tuyết đang rất là nhiều. Thấy cây băng cũng là rất là dày. Chiếc bờ rào sau này vẫn băng vẫn chưa tan hết. Hôm qua đang quay thì điện thoại hết pin luôn, sập nguồn luôn vì lạnh quá. Đây là vườn hoa Cẩm Tú Cầu. Hôm nay thì lặng gió hơn rồi, có mấy ông đã bay phải cam được rồi. Mấy chiếc phai cam đang bay ở khu này rồi. Đây, cột đài khí tượng này, đài truyền hình đây, bằng đóng trắng xóa lên đến đỉnh luôn. Chắc mọi người từ mới nhìn thấy. Ôi, trên đây gọi là tan tan một phần rồi. Cái cỏ này đã không còn nhiều nữa. Hôm qua rồi chứ này vẫn còn nhiều hơn. Chắc là hôm nay chứ ngày mai nó là tan hết rồi. Chiếc bờ rào này đã không đẹp đẹp như hôm qua nữa rồi. Nó tan đi nửa rồi. Thời tiết này vẫn còn rất lạnh nhưng mà băng đã bắt đầu tan rồi. Cây có nhiều rồi, chắc phải đi hết ngày mai có khả năng nó sẽ tan hết. Chắc là còn khu bên này là nhiều nhất rồi. À, sáng sớm đã có rất là nhiều anh chị đến đây để chụp ảnh rồi. Đây là mình cũng đã đi được một vòng Mẫu Sơn rồi. Cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn lên núi Mẫu Sơn ngắm tuyết vui vẻ.